Xin mến chào quý anh chị và các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2020. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình trái nhãn Edo tại khu vực Cần Thơ và Vĩnh Long cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra thì hàng tuần mình còn làm những clip cập nhật tình hình giá nhãn tiêu da bò hay là giá nhãn suồng ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long. Thì quý anh chị và các bạn nào có quan tâm đến giá của những loại nhãn này thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Hoặc là quý anh chị và các bạn có thể bấm nút đăng ký và hình quả chuông ở phía dưới để khi mình ra video mới thì quý anh chị và các bạn sẽ nhận được thông báo. Quay trở lại tình hình giá nhãn Edo tại khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, trong một vài ngày qua thì giá đã bắt đầu tăng nhẹ quý anh chị và các bạn. Cụ thể là tình hình giá nhãn Edo tại khu vực Cần Thơ và Vĩnh Long vào lúc này thì nhãn đẹp, nhãn lựa có giá dao động từ 19.000 đến 22.000 đồng một ký. Ở khu vực Vĩnh Long thì nhãn đẹp có giá dao động từ 19.000 đến 21.000, còn ở khu vực Cần Thơ thì có giá dao động từ 19.000 đến 22.000. Ngoài ra thì cũng tùy thuộc theo từng khu vực, từng vườn nhãn và từng hình thức mua của lái, mua xô hoặc là mua lựa mà sẽ có giá chênh lệch lên xuống từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Điển hình như tình hình giá nhãn xô ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long vào lúc này thì có giá dao động từ 16.000 đến 18.000. Do tình hình hiện nay thì giá nhãn có thể lên xuống theo từng ngày và theo từng khu vực. Đôi khi không có thời gian rảnh, khoảng 2-3 ngày mình mới có thể làm một clip cập nhật tình hình giá nhãn, nên đôi lúc thì nó có lúc chậm trễ và nó có chút không được chính xác so với giá của thị trường hiện tại. Thì mong quý anh chị và các bạn thông cảm. Đồng thời thì mình cũng rất mong quý anh chị và các bạn nào có ghé xem kênh, có đang bán nhãn hay có biết chính xác tình hình giá nhãn ở khu vực nào thì xin vui lòng comment ở phía bên dưới để cho quý anh chị và các bạn xem sao cùng tham khảo giá. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn đang xem kênh có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chúc cho tất cả quý bà con mình đang thu hoạch nhãn và sắp sửa thu hoạch sẽ có một mùa nhãn đạt được năng suất thật là cao và bán được giá. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo.